Audio Jungle. Cái cành đứng là mình bấm đi mà. Dạ đứng lên bấm cho nó thông thoáng ra. Bấm cho không sau này cái anh ấy ra nó sẽ đứng lên nữa. Đúng rồi, cái gì thấy hết là trên TV ấy làm đó. Sau này ra nó cũng đứng lên nữa. Cái này mà quay lên thì lại đúng rồi, đường nào chú cũng được lên nữa rồi. Quay chú lên luôn. Đó, cây chú thấy không? À? Những cành này nó lên nó trắng rất là nhiều rồi không? Bây giờ mình sẽ cưa bỏ đi. Rồi, thứ nhất, cái thứ hai là chú nhớ cho con cái trường hợp này, hai cái cành nó song song với nhau thì mình nên lấy một cành thôi, mình còn một cành mình bỏ nha. Này hai cành này ra song song nhau, đừng tránh cái trường hợp là cành nọ đè cành kia để cho cây mình nó được thông thoáng hơn. Đáng lẽ là cành trời, cái này là bỏ cành này đi, bỏ cành dưới thì để làm trên. Mai mốt rồi trái nó sát đất nữa. Còn ở đây giờ nó đang có ho thì ăn được thôi. Sau này chú cũng phải cắt bỏ đi nha, những cành sát đất này. Rồi chú nhớ chú lại chú nhìn chỗ đây không? Cành chỗ đây nó rất là rợp này, mà phải cho nó thông thoáng ra. Đúng, nhiều khi mình tiếc này, cái không được tiếc. Chú cắt chú bỏ đi, sau này nó đứt cái khác ra. Thường thường là mình thu hoạch xong rồi mình làm liền nha chú. Đó, thường thường là mình thu hoạch xong mình làm. Còn giờ mình làm thì nói chung nếu mà cái thời kỳ này là do cái này cái kho rồi mình cũng làm để làm gì. Sau này nó sẽ tự phân tán trở lại. Đó, con đó, như cái cành này giờ con nói chú là nó rất là nè, cành này rợp quá không, mình không có để làm gì hết, bỏ luôn. Sau này cái cành từ kia nó tự vươn ra, nó xà ra nữa là vừa bỏ, không tiếc á. Làm mà tiếc là thất bại lắm. Đó, cây mình không chú thấy em cưa ra thì cành kia sau này nó sẽ xà xuống lại, không ảnh hưởng gì hết. Những cành mà bị rợp phải tự chết hết, chú thấy không? Bị rợp phải chết hết. Tương tự như cành đây cũng vậy nha chú. Đây này lên tập vô đây này, cành này phải lên thẳng chú còn nó rợp, mình cắt bỏ luôn. Đó, cành này thường ra, tán nó sẽ ra lại bình thường. Cành đây ít bữa nó ra xuống lại, bây giờ mình chắc là nó không xuống thôi. Mà mỗi con trái nó nặng nó xuống. Xuống lại liền. Sao không có trái là nó đứng như quá là nó phải nằm nữa. Đây này, không, trong này rộp quá rồi. Chắc cho thông thoáng lên. Hai cành ra song song, cành trên đè cành dưới này chú. Đó, lựa cành nào tốt để cành nào xấu bỏ. Không. Vì như không con về rồi quên mất à, không có số điện thoại mà điện hỏi nha.
mai mốt mình lên mình làm mình không ấy mình lại gọi chứ. Có ông kia bữa con ghép cài giọng á, ông đã chỉ ông rồi mà ông cứ quên hoài, ông để á anh gọi hoài. Không, về ghép thì cháu phải lo chú mày cái ghép thì năm 98 rồi lâu rồi ghép. Vấn đề là cái ghép là có đầu tiên ở đây chú hả? Ừ, ghép đầu tiên ở đây 598 597 chứ ghép bắt đầu sống rồi. Ừ dạ, nghe người ta ồn được ghép được á, mình cũng ghép mít không được, cuối cùng sao nó sống được một chồi là không biết luôn hả? Thế là đến từ 598 rồi đi là ghép đại trà thôi. Bây giờ là làm thử một cây này xong bắt đầu quên một phát lại chạy ra ngoài đây nhìn lại. À, không, để chú làm. Đúng rồi. Để chú làm. Đúng không? Thằng nọ đây nó gọi là đừng có qua mặt thằng kia. Đúng rồi. Không. Anh cứ nếu mà anh quên cái này chạy ra đây nhìn cái cây này. Thằng này đừng có qua mặt thằng kia. Lúc mình mới bảo áo mày qua mặt hả? À cái ngọn là cắt luôn hả? Cắt. Sau này những cái ngọn này nó ra nó cũng sẽ lên ngọn lại nữa chú à. Mình đây là mình tạo cho nó thông thoáng và tán mình nó sẽ rộng ra, cây mình nó sẽ năng suất cao hơn. Chứ còn không chú cứ để nó lên trên trời vậy. Sau này chú thứ nhất chú biết bắt tiền cái gì không? Bơm thuốc xử lý rồi phân bón rồi nói chung nó bắt tiền. Ờ, mình cái bài trống này mình phải cho nó thấp thấp. Rồi mình ở trống mình phải cho nó thấp. Ở trong luôn cả thì ăn cả thì một cây rồi. Thôi được một cây là ổn rồi. Chú qua làm cái kia, để chú làm cây nhỏ chú nữa. Cây kia hả? Cây kia chặt. Sợi đi nhiều bông quá. Làm cái này chưa có bông đó, chưa nhiều bông mai mốt. Cái gì nó ra cơ đọt rồi, cái gì điện xuống cho con. Và thử hiệu quả như thế nào. Còn cái giờ vô cái nhỏ này đi. Cái này là không có ra ho nữa nè. Không, cái này không bao giờ ra ho nữa. Cái này sẽ toàn bộ ra đọt hết. Chưa đến tuổi ra ho. Cái này sẽ ra đọt toàn bộ nè. Đây là chú. Nên cháu sẽ làm sơ cho chú cái này không ho đâu, chú có để cái nào để cho không ho. Được, nếu mà được thì được một vài trái thôi, một vài bông. Đông, mấy cành đó, cái đầu trái mới giữ. Mình chỉ tiếc là nó phải xả thôi luôn để nó vớ vẩn. Rồi cái trường hợp này chú thấy không, hình chính này. Sau này cho nói chúng ít bữa nó cái cơ đọt đây bông này. Có bông này. Mấy cành ở đâu đa số những cái cành nhỏ ấy, sau này không được lặt nha. Mình là lặt cái thời điểm bây giờ mình không ấy.
không, cái nhỏ này không có đáng, nó cũng không đọt đâu chú à, nó ra đọt bây giờ nè, chú nhìn đọt này chuẩn bị bung rồi, nó ra hết bây giờ đọt nên cái đấy không thể nó đọt được. Cái này bị mọt chết rồi nè chú ơi. Hình như hắn bị bệnh hay là không, cái... mọt chết. Bị mấy con mọt cành. Mọt cành ấy. Vâng. Mà có hôm chú kiểm tra mà không có nhá. Không, nó chết xong nó đi liền. Ừ. Thì mũ chạy miết. Mà hắn cứ chạy miết nữa. Dạ. Không, cái này thì thôi chứ sau rồi nó nhìn nó mới đẹp nè. Sau này nó mới đẹp nữa. Tháng 5 mới bắt đầu đẹp. Thì đó. Sáng nó thì đơn giản như vậy thôi. Đó, như ăn những cành cho nó chứ có ho thì tháng 5 là mình không. Tại vì mình đang tạo tán những cái cây này đẹp. Rồi sẽ gạt bỏ. Cái sau này là mình phải để. Sau này là những cành đó mình để. Đây này. Ai nói chiều nay là nó ra bông rồi nè. Đúng. Nên sau này là mình phải để. Đó, đơn giản như vậy thôi chú à. Ừ. Chứ hồi nãy chú để cây chú thấy ghê không? Ừ. Chú để cây rất là ghê. Chú đâu có biết đâu mà. Mình đâu mình cứ tiếc mà. Tiếc cái gì, có gì đâu. À, nhưng mà cái sầu riêng cỡ này mà mình mai mốt nó có đặt. Mình trồng cái đất chuyên của nó. Sau này có nhiều cái này nó cũng có nhiều cái phương pháp lắm chú à, nên sau này nó lớn lên rồi bắt đầu mình tiếp tục cái hành trình của nó. Như vậy là hôm trước cũng làm những cái sâu riêng này hả? Dạ, nói chung cái gì thì làm cái đó. Cái này vô canxi được rồi chú à. Cái này đậu. À, cái kiểu nó dễ đậu nha. Cái này đậu rất là nhiều. Đó, nó đậu đấy. Nó bằng hạt đậu xanh nữa. Đây này. Để coi thử có hình tượng rộng như thế này chưa? Chắc là phải có chứ. Thôi bây giờ chú cứ vô canxi cho con. Rồi này vô canxi. Nếu mà một khi trái nó lớn lên một ký lượng mà chú làm con cái này là mình như loại này là để nhớ từ góc rồi thì góc kê cái đơn cho cái bộ bút với lại cái bờ khác và cái bờ thường. Bờ khác cái bờ thường sẽ chung vào bộ bút như nó lại vừa ra bên kia nó còn đậu to như ngón tay này. Cái này đúng. Đậu nhiều cái này. Cái nào nó vẫn không đi. Mọt chết nè, thấy chưa? Không thể chết nè, thấy chưa? Cái này cần phải chuẩn bị tương lai. Bệnh ấy chứ. Mọt không phải bệnh. Ngoại chứ cũng cho thuốc sâu rồi đó. Không mình thì cái nào trái như cái này là. Trước kia người ta bỏ bê này, thứ nhất là cái vườn cành cây dâu da này, cây gì đó này. Đó rồi, cành nó bị tâm lên thẳng. Tất cả cái vườn này đa số đều là thẳng.